Thì của con bao nhiêu nữa đi xài sữa, trà sữa bởi vì nước đá lắm, nước chân châu bởi vì con nước đá này ít thôi, đừng có nhiều quá, con không có hợp với hút sen. Lỗ bài rồi. Cái bài đó đúng mà chị Hoàng. Chàng như gió bay, gió tung bụi cạn mù. Ôi, hay quá chị. Lời nói đầu tiên xin cho Hàm Hương và Mạch Nhĩ Đan. Ủa? Em không phải Mạch Nhĩ Đan, chị là Mạch Nhĩ Đan, em là Hàm Hương. Quên, lời nói đầu tiên xin cho Hàm Hương và Mạch Nhĩ Đan gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đó. Rồi, hãy quay hai gương mặt cái tiếp đi. Chà. Tạp Phu nha, hai này thì Tạp Phu nha, cái xe nhờ ngồi ni san ha. Tiểu tử xin chào mọi người trên kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên. Còn đây là Hàm Hôi. Hả gì Hàm Hôi? Đó, lời nói đầu tiên xin cho Tứ Đại Mỹ Nhân gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện tại thì Tứ Đại Mỹ Nhân tụi em đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Để làm cái gì nè? Tụi em sẽ chuẩn bị có một chuyến hành hương đi Chứa Trang, Gia Lào và Vũng Tàu. Đó, bây giờ là một chút nữa tụi em sẽ có một cái clip vui nhộn để mà ở trên xe nè. Rồi có vài clip mà tụi em sẽ tương tác với tất cả mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy đi chung với lại bốn em đi ra tương tác với mọi người nha. Rồi. Đi đường này nè bé ơi. Ủa anh Đan, anh Đan. Ủa anh Đan ơi. Anh nói một lần cuối hồi nãy là hát là tao chống với anh Đan thôi, bây giờ xả dai rồi. Ủa vậy hả? Kêu tao đợi lại. À, chị Phương. À, anh Phương. Đổi anh tên. Anh Đan. Chị của Yến Tử. Chị của Yến Tử là Yến Lão Vật Gia. Lão Vật Gia. Đó mọi người. Ok, let's go. Đó, và bây giờ mọi người hãy đi với em nha. Bây giờ em sẽ đập hộp. Đó thì đập hộp trên xe có ai? Thì trên xe giờ gồm có các người lớn, chẳng hạn như là cô Bảy. Đây, người đầu tiên đó chính là cô Bảy. Đó, cô Bảy đi thì tụi con sẽ giữ vỏ. Rồi cô Bảy đưa đệ, cô Bảy đưa vỏ đây con giữ cho. Vỏ của ngoại. À, vỏ của ngoại hả? Nói chứ bây giờ cô Bảy nha mọi người nha. Cô Bảy thích uống cà phê đá nhưng mà cô Bảy ngại. Cho nên bà ngoại đã mua cà phê đá cho cô Bảy rồi. Đó thì gương mặt thứ hai sẽ xuất hiện. Người đẹp. Trời ơi. Hello mọi người. Ôi bất ngờ chưa bà già. Trời ơi hết hồn, tôi tưởng nó nguyên một bánh tay cùi không á má. Ủa sao cái mặt giống bánh tay cùi quá vậy? Tôi gì trời, hello mọi người nha. Đó trời ơi. Lê đã đầu tiên xin cho Bếp, xin Bếp chào tất cả mọi người trên kênh YouTube của Bếp Vũ Hu Vương nha. Thì người ta hay lầm xin Bếp với lại hay. Dạ, nhầm xin Bếp với lại Bitexco. Ê trời, làm sao để không Bitexco? À, cái mỏ đưa ra đó mọi người. Đó, đây là thành viên. Dạ. Chồng người ta má ơi. Rồi, bây giờ là sẽ gì nữa mọi người nữa. Mọi người sẽ được thấy bikini. Đó, bây giờ bikini đang ở ngoài à. Dạ. Mọi người nha. Em sẽ mặc cái bikini. Đó. Đó có người đẹp bikini nè. Đó mọi người. Cái này không phải như bị Vũng Tàu đâu. Chú tới Vũng Tàu là mới nãy giờ quá vậy. Trời ơi, chú đang quay bộ ở Vũng Tàu vô thì lo nghe làm gì chứ chờ. Rồi, kế tiếp luôn người gọi nữa. Vô đồ chị tôi. Và bây giờ em sẽ cho mọi người gặp mặt người đóng phim TVB Vương Tiểu Bảo. Đó, đây là anh đóng trong phim 10 anh em nha. Cam mà con mắt to to đó mọi người. Đó, anh của Gia Hân luôn. Đó, Vương Tiểu Bảo. Đó, người đẹp Mimi. Đây là bà ngoại nè mọi người, ngoại của con nè. Ngoại hello mọi người đi. Hello mọi người. Rồi, một chút ngoại ứng 5 triệu cho con nha. Ở dưới đây là bà ngoại nha mọi người nha. Thì đoàn xe có rất là nhiều anh chị, giống như là có bà ngoại nè, rồi dì Bảy, rồi mà dì Bảy của ngoại nè, rồi Út nè. Nói chung là có tất cả các anh chị ở trong team đó. Thì bây giờ là chó. Má ơi, kỳ cục ghê. Lên YouTube. Đây mọi người, ông xã của em đây. Cuối năm nay là hai tụi em sẽ đám cưới nha. Hay quá rồi, không biết. Hung. À, khi mà mọi người mua đồ mọi người nên dòm kỹ nha, tại vì hàng không có giống hình. Tại vì chụp hình ở trên app rất là đẹp luôn nhưng mà ngoài đời su sủ màn si. Thì bây giờ một chút em sẽ review đấy chứ mọi người chạy mọi người. Và bây giờ là em sẽ dẫn dập mọi người tới con gái của em đấy. Người đẹp Quỳnh An An. Đó thì như mọi người đã biết rồi thì mấy tháng trời nay rồi người đẹp Quỳnh An An đã vắng ở trên YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên. Thì cũng có rất là nhiều anh chị đã yêu thương Quỳnh An An và đã hỏi. Thì vừa qua thì Quỳnh An An mới vừa
nói chung là thực hiện ước mơ của mình đó mọi người. Dạ, đây là Quỳnh An An trong ngôi nhà bướm bướm nha mọi người nha, rất là dễ thương. Và em gái chỉ mới có 19 tuổi thôi. Nhưng 21 tuổi rồi. Đó, cái tuổi gắn với lại cái nghề của Quỳnh An An phải không em? Dạ, mọi người có cái liên hệ gọi tới em nha. Gì vậy má? Nói chứ mọi người, một chút xíu nó sẽ có vài cái clip nữa mà phục vụ mọi người nữa. Một chút nữa lên xe là tụi em sẽ điền thông tin và tên tuổi nữa cho đây. Vậy mẹ, chào mọi người đi. Hello mọi người nha. Tại bây giờ thì Hoàng Long nè, cùng với mẹ, cùng với tất cả mọi người đang chuẩn bị mặt xuống à. Gì vậy? Còn nệt. Còn lớp trang điểm chưa có tẩy che mọi người, mẹ đừng có giúp mặt cơ. Và bây giờ Hoàng Long sẽ tặng mọi người một cái. Và bây giờ Hoàng Long sẽ hết giờ rồi anh ơi. Đã xe chưa anh? Anh ơi cho em mượn xe. Hết giờ rồi. Anh đi đâu vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Nói là dễ thương quá hả? Anh đi đâu vậy? Em đi đâu đấy? Em đi vào sau tim anh. Thấy chứ mấy anh chạy vòng vòng nghe coi chừng bắt cóc á. Dễ thương quá trời, phố đi bộ đó mọi người thấy không? Chơi tơ quá trời. Đó, một chút nữa là em sẽ ư nè. Rồi tới đâu quên rồi, Long. Lô tô con. Rồi, con số gì ra cờ ra mà con mấy, con mấy gì ra. Cá không ăn muối cá ương, con cài cha mẹ chăm đường mà con hư. Hay quá. Chứ cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi lại cha mẹ cái cũng hư. Thấy không? Bạn có khúc sao đi. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ chăm đường mà con hư. Sao nè? Chứ cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi lại để gì đó. Cha mẹ không hư. Bà cũng hư. Không có hư. Cha mẹ cãi mình mà cha mẹ hư. Con làm biết gì vậy? Hỗn hào. Cái gì chứ mọi người ơi? Thì như mọi người biết là lô tô là một con số mà giống như là khi mà ra số đó sẽ có một cái vần giống như ứ ừ là con số 4 đó. Thì bây giờ hai mẹ con em sẽ diễn tuần cải lương chích đoạn nửa đời hưng phấn. Dạ đúng rồi. Bây giờ mẹ nói là hỡi ba quân tướng sĩ là con đánh trống. Đùng đùng đùng. Ok. Từ từ, mẹ nói hỡi ba quân tướng sĩ hãy nổi ba hồi chống lệnh, nó bắt đầu con đánh chút đánh trống nha. Ok mom. Hỡi ba quân tướng sĩ. Đùng 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 đùng. Đánh trống. Đúng rồi, đánh trống. Mày đánh vô bụng tao. Con đánh trống ngoài đúng không? Đúng rồi. Hỡi ba quân tướng sĩ. Đùng 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 đùng. Hãy nổi ba hồi chống lệnh, lôi con simlet gì đâu không à. Khác lại. Ủa máy giống con ma mười quý vị. Ở đâu xuất hiện nha má. Hai bà mới làm. Ủa thấy ghê quá giống con ma mười. Con thấy nó giống cái bàn chải mà bị hương bị đánh lâu. Biết mẹ thấy nó giống gì, mẹ thấy cái mặt giống cái dạng bàn thuốc đó con. Trời ơi. Dán nó qua bờ đi Phượng. Biết gì á. Biết gì á. Biết gì á. Biết hồn gì á. Biết chứ mọi người. Qua sinh nhật cái đóng hụt với lại luôn chứ nhà. Ấy. Đâu. Trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Bon sô cô la, bon sô cô la. Bon bon sô cô la, bánh tay sữa hột gà, sô cô la. Messi. Rồi Messi kìa má, rồi xuống đó. Khỏi đầu luôn. Ở đó nghe nè, bây giờ hồi xuống giờ mình chưa chơi cầu cơ, giờ chơi thử đi. Ê, thấy cũng giống cầu cơ á. Ồ, cái mặt giống cầu cơ quá. Cái mặt xu quá. Thôi chứ bây giờ là tụi em sẽ chuẩn bị lên xe nha mọi người nha. Mong mọi người coi clip vui vẻ, mọi người nhớ like và subscribe đăng ký. Thì theo đây là em sẽ giới thiệu cho mọi người con gái của em đây. Rồi, bây giờ là con gái của em sẽ tự giới thiệu cho mọi người. Em tên là Khang, tên gái là em tên là Vy. Em tên gì? Tên con trai em tên là Khang, tên con gái em tên là Vy. À, tên con trai tên là Khang, tên con gái tên là Vy. Đây, thì mẹ cũng cùng một tên với Vy luôn. Thì bây giờ Vy cho mẹ hỏi với lại cô Vy hỏi là lớn lên con có nguyện vọng gì, con có muốn trở thành một người con gái thật thụ không? Rồi bây giờ người tình của con là con đang yêu ai? Tí nha bây giờ nè, nãy Vy. Ôi, nhỏ. Ôi, đi chơi. Vậy, ủa là giống con gái chưa? Nó nghe nè mẹ nó có nghe nè, bây hồi nãy giờ sao tại giờ con cởi trường con nhảy con tắm chứ. Thôi bây giờ nè, bây giờ tập trung với vấn đề nè, bây giờ là con là con gái hay con trai? Con gái. Con thích con trai con gái? Vậy là lớn lên con lấy vợ lấy chồng? Lấy chồng đúng không? Rồi bây giờ con nhắm mắt lại, mẹ sẽ cho hoàng tử xuất hiện. Rồi, hoàng tử ơi xuất hiện đi hoàng tử. Quan tọt rồi, chuẩn bị con quay quang sau con sẽ thấy hoàng tử tương lai của con nha. Bên, quay bên đây nha. Cho ôm trước đây, cho ôm hoàng tử trước. Rồi, ôm hoàng tử trước nè, bịt mắt lại. Rồi, 1, 2, 3, hoàng tử của con đây. Bất ngờ. Sao con? À, con nói là sợ ma.
đó thì bây giờ là con là con gái. Ở bây giờ là con gái thiệt luôn hả? Từ nhỏ là con đẻ là con đã trong giới tính của cộng đồng LGBT luôn. Thì con thấy trong giới tính của tụi mình sao? Ok không? Bình thường. Nhưng mà con có bị kỳ thị không? Không hả? Gia đình có kỳ thị con không? Rồi ba mẹ biết con vậy luôn hả? Bên đây nè, ba mẹ hứa ra nè. Con tên là Khang, tên con gái tên là Vi. Ủa dễ thương quá vậy trời. Đó mọi người, tại phố đi bộ luôn. Tại vì à, em hay ra phố đi bộ chơi, em hay hay gặp bé đi lang thang. Con có làm cái gì đây không? Con phun lửa hả? Ờ, con là người là phun lửa nha mọi người nha. Thì con hôm nay có làm không? À con làm một tuần nghỉ hả? Thì công việc của con là phun lửa. Thì mấy bữa nay cô hỏi là con làm được không? Thế hả? Rồi có tiền ăn uống gì không? Ăn uống gì chưa? Em mới ăn nãy cái chiên á. À. Giờ mình đi xì con 50 con lấy không? Thế thiệt luôn hả? Đi xì giỡn thôi. Giả bộ con lấy xong rồi con trả lại cho mẹ nha. Mình chơi thì vui lắm. Nha. Nè bây giờ là bây giờ mẹ mới biết con nè, hôm nay đi xì cho con 50. Đó, bây giờ con phun lửa không được đúng không? Mẹ sẽ lì xì cho con 50 xong rồi đó. Bắt đầu con trả lại cho mẹ ha. Rồi bây giờ đó quay clip nè, đó. Cảm ơn mẹ. Ok con. Ủa nếu mà lì xì giỡn, mình lì xì cho nó 50, nó đi là mất tiền. Ơi! Đâu rồi? Cái giỏ đi rồi kìa. Con mén đâu rồi? Tụi ai thấy con mén nhỏ đâu không? Dạ hôn, con mén mén nhỏ nhỏ đang nói chuyện với tôi đó. Đi 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 bên kia kìa. Thấy con mén nhỏ nhỏ không? Con mén nhỏ nhỏ nói chuyện với mẹ hả? Con đâu có thấy đâu. Mẹ con mén nhỏ này phải không? Không, không phải, con mén này già quá. Ủa chú thấy con mén mà bóng bóng mà mén mén không? Ủa? Em thấy rồi. Ủa nó mới tắt thị đây luôn nè, con mới thấy nó tắt thị luôn á. Ủa mà chú ngồi đây chú nãy thì chú thấy luôn hả? Nó mới tắt thị luôn á con không ơi. Trời ơi, xe tay ga. Xin lỗi ba liền. Mày biết tao với ba mày để mày mấy bao nhiêu giờ không? Đi qua đây. Hư hỏng, nói chứ ăn uống gì chưa? Không mày không nhưng mày giỡn á mẹ lì xì. Ok con đưa cho ai? Con rút cuộc 50 của tao coi mẹ. Trời ơi 50 tôi đưa cho nó sợ tôi đội lại, bây giờ nó gửi cho người ta. Rồi bây giờ cái người mày gửi đâu? Ai chị nào? Chị dịch sinh la, chị kêu đi dịch sinh la. Ủa nó kêu giật cô hồn quá vậy trời ơi. Ui. Ủa làm mày kêu chưa? Trời muốn xin đem chờ giống mẹ. Trời ơi mày kêu mà tôi nó giật. Có làm gì đâu trời. Ai biết mẹ đâu trời. Trời ơi không có giật bóng túi với không. Ê hai chị nó chi tiền. Có mày xin. Ở 50 đó mẹ đi xì cho con á. Chia kìa chia với cô hàng trai 25 nghìn đi. Không có 25 cho ông kìa. Nói chú kiếm gì ăn đi nha. Không có quậy phá nghe không? Gọi đi chơi đi. Mẹ chuẩn bị mẹ đi chùa đây. Đó dễ thương quá mọi người ơi. Đây là một cậu bé cũng là người trong đội LGBT, em mới biết luôn á. Là người trong đội LGBT nãy là tính chọc giỡn thôi, nhưng mà bé khai thiệt bé tên Khang, nhưng mà tên con gái là bé tên Vi. Bé cũng là một người phun lửa mà nghe nói lâu nghỉ 2 3 tuần hay gì đó. Rồi em cũng lì xì cho bé 50 đi để cho bé vui vẻ, có cái lọc rồi bé cũng vui vẻ. Dạ, ăn gì ước ok đi. Bây giờ là ăn gì ơi, ăn gì yêu gì chứ. Đó thì như mọi người đã biết rồi, khi đúng mà lên xe là mình sẽ có một cái gì đó uống. Nam Dương rồi, bây Nam giờ Dương. Nam Dương ơi, dặn nước ăn dĩa kêu nước này giống hồi bữa đó, kêu nước nè. Có sao đâu, có đâu đâu sao đâu. Đứng quay quay mặt vô đây nè, đừng có quay mặt Nam Dương, tại Nam Dương có làm gà. Đã nói rồi, nói với người ta rồi, quay mặt vô đây. Muối vậy nè, quay mặt vô đây nè. Mỗi đứa ăn gì á, lấy cho tùm lum. À, coi lấy cho. Rồi bây giờ là uống Nam Du uống gì? Thôi của con một cây C2 đi. Lấy đá ít thôi nha. Đá của con cái gì đừng có đây nắp lại cho con. Đá gì bỏ nửa ly thôi. Nửa ly của con cái gì nửa ly xà sữa. Cà sữa bỏ ly nước đá lắp cho chân châu bỏ ly. Con nước đá này ít thôi, đừng có nhiều quá. Thôi không có hợp với hút màu vàng. Nếu hút màu xanh cho con đi. Đúng rồi, cái tái bụi lên bữa đi. Cái này vàng đi, cho con cái trà xanh nghe, trà xanh nửa chai đó. Tại vì biết con. Ờ, đây giờ trà sữa là tao con cái trà sữa chân châu. Nói chung là tụi con ghé. Đúng rồi. Giải cứu rồi, giải nước thôi.
Ok, bây giờ đây. Ủa không ai muốn sáng sớm á. Sáng sớm á tụi mày chơi gì kỳ cục vậy trời, ủng hộ mẹ đi. Nếu chứ giỡn với mẹ, lấy cho tụi con một ca trà đá tụi con uống chung. Nói chứ uống gì uống đi bé của mẹ. Ôi của mẹ con xăm bí đao. Dạ thôi, ủa mấy cái lon nước này, ổ ra chưa? Rồi, tiếp nè. Nói nghe nè, bận áo lam không được nói dối. Trời ơi, nè, hồi nãy mày đưa lon trả rồi. Trả lên nè, nãy lấy con này. Mày cởi đồ mày ra. Ủa giả đúng không? Con bi bi đâu? Rồi, trả rồi. Ủa nè nè. Mẹ dặn tụi con nghèo cho sạch cách cho thơm. Mẹ ơi. Cái lon này đây. Lon này lon gì? Cái lon này lon mẹ ốp. Ôi ơi. Đó chú mọi người ơi. Đó đây cũng là ơi chết trời cái cây sụp. Mẹ ơi bây giờ cái cây nó lụm xị vậy nè mẹ. Để sao mẹ để đâu? Nó nghe nè Quỳnh mẹ tôi nha. Chứ Quỳnh mới kêu kêu Quỳnh mẹ tôi quá trời kìa. Ôi. Ở Mỹ đi mẹ. Xuất sắc nha. Ê. Không có dục những của con. À, cho con cái tỷ đá lớn đấy mẹ. Đó bây giờ ủng hộ mẹ một lon xăm bí đao. Lâm có nước chưa? Chờ. Uống gì Lâm uống gì? Xăm bí đao đi. Rồi xăm bí đao luôn của con hai lon xăm bí đao nha. Rồi ai uống gì nữa? Đó bây giờ là tụi em sẽ mua nước ủng hộ mẹ. Sáng sớm là mình phải mua nước để mình lên xe đó mình uống mình giải khát. Con đây của con hai cái. Dạ. Của con chờ đợi 4 cái cà phê. Rồi chờ máy trước cho con. Mẹ. Đó là bao nhiêu lon rồi nhớ tính tiền để quên đó nha. À của con hai bí đao với lại một năm màu hoàng. Con nhi uống gì vậy? Em lấy cái bí đao không? Rồi.